kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong thời lượng 10 phút của bản tin ngày hôm nay, anh Thắng sẽ cùng quý vị và các bạn cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Hỗ trợ mất việc làm 1 triệu đồng một lao động một tháng, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi với kinh phí đào tạo 2 triệu đồng một người một khóa học. Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng một người một ngày và tiền đi lại 200.000 đồng một người một khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú 15 km trở lên. Định mức hỗ trợ chi phí tháo dỡ chuồng trại là 100.000 đồng một mét vuông đối với chuồng trại kiên cố và 50.000 đồng một mét vuông đối với loại hình chuồng trại còn lại. Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay theo hợp đồng vay vốn theo 2 năm đầu, 50% lãi suất vốn vay trong năm thứ 3. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi gồm 7 chương 80 điều. Từ sửa đổi bổ sung dự án luật là hoạt động cần thiết nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại hội nghị có 7 ý kiến đóng góp, đó là dự thảo luật cần quy định chặt chẽ hơn về bán hàng đa cấp, bổ sung nghĩa vụ của người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đưa ra và bồi thường cho cá nhân tổ chức kinh doanh nếu có thiệt hại xảy ra từ việc đưa thông tin sai sự thật, quy định cụ thể hơn về việc đảm bảo chất lượng hàng hóa khi giao dịch trên môi trường mạng, bổ sung quy định phân công rõ đầu mối nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sáng nay, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu quán triệt một số nội dung như kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Giới thiệu tổng quan về phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 11, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ nhiệm kỳ 2022-2027, các khâu đột phá về phát triển, kết nối, mở rộng lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên tổ chức hội thảo hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên để chứng nhận nhãn hiệu cho các sản phẩm từ sen do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển tài sản trí tuệ Việt thực hiện. Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ, sản vật từ nông nghiệp phong phú đa dạng có chất lượng cao, điển hình là các sản phẩm từ sen. Sen Hưng Yên có mùi thơm đặc trưng ngon và bổ dưỡng, được trồng ở thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Quái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và Phù Cử. Việc đăng ký quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên góp phần đảm bảo chất lượng, duy trì danh tiếng sản phẩm, phát triển nhãn hiệu thành thương hiệu mạnh, tạo điều kiện cho các tổ chức hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm một cách bền vững và hiệu quả. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện bộ hồ sơ trình các cơ quan chức năng cấp phép chứng nhận nhãn hiệu các sản phẩm từ sen Hưng Yên. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định kiểm tra việc sử dụng 12.000 mét vuông đất tại tập thể Hoa Quả, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Theo đó sẽ kiểm tra việc quản lý sử dụng 12.000 mét vuông đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao cho Ủy ban nhân dân thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên quản lý theo quyết định số 407 ngày 1 tháng 2 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Thời gian kiểm tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. Báo cáo kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Không có bất cứ thiết bị phòng chữa cháy nào nhưng vẫn bàn giao nhà cho người dân dọn về ở. Đây là thực trạng đã diễn ra từ vài năm nay tại khu vực nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Đây là khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại khu nhà ở Phúc Hưng phối đối đầu tư. Dù đã được dọn về ở từ hơn 3 năm nay, nhưng cả 4 tòa nhà cao tầng với hơn 1.000 cư dân này, hệ thống phòng cháy vẫn chưa được trang bị bất cứ thiết bị gì. Đơn giản nhất như bể chứa nước cũng không có, không có họng nước chờ. Bên trong không có hệ thống cảnh báo và các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không như thế này. Người dân thì luôn trong tình trạng vừa ở vừa lo lắng.
Được biết, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã hai lần ra quyết định xử phạt chủ đầu tư với số tiền 87 triệu đồng và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên. Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chỉ đạo thúc đẩy thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có một điện thoại di động thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường internet cáp quang tốc độ cao, thúc đẩy các địa phương tăng tỷ lệ người dân nộp hồ sơ nhận kết quả trực tuyến và chương trình đưa người dân lên môi trường số, hướng dẫn thực hiện việc thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng chìm sâu trong biển nước, có những tuyến phố ngập gần 2 mét, xe ô tô, xe máy bị nước cuốn trôi khắp nơi. Do ảnh hưởng của bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to gió lớn khiến nhiều khu dân cư của thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường ngập nặng, ô tô xe máy chết máy hỏng hóc. Nhiều khu vực nội thành bị ngập sâu nhất, nước lớn tràn vào nhà dân, nhất là phường Thanh Bình, Thuận Phước, quận Hải Châu. Cả 6 phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ đều bị ngập sâu, có nơi sâu hơn 1,5 mét. Quận Liên Chiểu gần như ngập toàn bộ, có nơi ngập sâu gần 2 mét. Tiếp theo là thông tin về vụ cháy quán bar cạnh chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 14 giờ chiều nay, qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, các cơ quan chức năng nhận định trong quá trình nhóm công nhân thi công, sửa chữa, hàn cắt kim loại đã dẫn tới vụ cháy quán bar nói trên. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà một trệt, một lầu trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1 bốc cháy dữ dội nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa lan rộng, khói đen bao trùm cả một khu vực. Theo một số người dân, họ nghe thấy tiếng nổ rồi sau đó đám cháy mới bùng lên. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng mời chủ cơ sở và nhân viên thi công lên làm việc. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cảnh sát Hy Lạp vừa phát hiện và giải cứu 92 người di cư bất hợp pháp trong tình trạng không quần áo gần biên giới phía Bắc với Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Hy Lạp cho biết toàn bộ người di cư đều là nam giới, được phát hiện gần sông Evros, ngăn cách Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó. Nhóm này được cho là đã vượt sông từ Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Hy Lạp bằng xuồng cao su. Hiện chưa rõ vì sao những người này bị mất quần áo. Giới chức Hy Lạp chỉ trích cách Thổ Nhĩ Kỳ đối xử với những người di cư và mong đợi Ankara điều tra sự việc. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Bão số 6, cơn bão có tên quốc tế là Nessat, trước khi đi vào Biển Đông, đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines vào cuối tuần qua, mang theo mưa lớn khiến nhiều làng mạc ruộng đồng ở đây chìm trong biển nước. Bão Nessat đổ bộ miền Bắc Philippines lúc rạng sáng ngày 16 tháng 10 với sức gió lên tới 120 km/h. Hàng nghìn người đã phải sơ tán đến nơi an toàn hơn. Cơn bão mang theo lượng mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng, khiến nhà cửa, làng mạc chìm một phần trong biển nước. Cây cối bị gió quật đổ hoặc nghiêng ngả, trong khi nhiều tuyến đường không thể đi lại. Singapore đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm biến thể COVID-19 mới, có tên gọi là XBB, dẫn tới số ca mắc trung bình mỗi ngày ở mức cao. Singapore hiện ghi nhận trung bình 15.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, chủ yếu do biến thể COVID-19 mới là XBB. Bộ Y tế Singapore đang theo dõi chặt chẽ làn sóng lây nhiễm biến thể mới này trước khi cân nhắc tái áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới chức sẽ cố gắng hết sức để không làm gián đoạn cuộc sống bình thường của người dân. Bộ Y tế Singapore cũng đánh giá làn sóng lây nhiễm lần này có xu hướng mạnh nhưng ngắn, chủ yếu do biến thể XBB. Bên cạnh các ca tái nhiễm biến thể cũ, dự kiến làn sóng dịch này sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 11 trước khi giảm dần. Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này đang lên kế hoạch đối phó với kịch bản đại dịch COVID-19 và dịch cúm mùa xảy ra cùng một lúc vào mùa đông tới. Giới chức Nhật Bản đang chuẩn bị cho kịch bản mỗi ngày có 450.000 người mắc mới COVID-19 và 300.000 người mắc cúm mùa. Theo kế hoạch, Nhật Bản dự kiến sẽ yêu cầu những người trong độ tuổi từ 12 đến 64 và có ít nguy cơ gặp phải các triệu chứng nặng khi mắc COVID-19. Hạn chế tới các phòng khám, họ sẽ được cấp bộ xét nghiệm để tự làm xét nghiệm ở nhà. Trong trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, họ có thể đăng ký với các trung tâm y tế, nơi theo dõi các bệnh nhân COVID-19 đang hồi phục ở nhà để nhận hỗ trợ mà không cần phải liên lạc với các phòng khám hoặc trung tâm y tế cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.